ngày mai, Đoàn và anh Quang sẽ gửi vào Mặt trận Tổ quốc con số tiền là 300 triệu. Thêm một lần 300 triệu nữa để gửi vào cho Mặt trận Tổ quốc. Đợt rồi 200 triệu, đợt này đoàn xin gửi thêm 300 triệu nữa. Tổng cộng, Thanh Đoàn Hà Trí Quang sẽ đóng góp cho bà con vùng lũ ngoài miền Bắc số tiền là 500 triệu đồng. Từ xưa đến giờ, đoàn sống là đoàn tự lập. Nhưng mà từ khi đoàn lập gia đình với anh Quang, thì đoàn với anh Quang có một cái điều rất là tôn trọng nhau. Bất cứ một việc lớn hay một việc nhỏ gì, khi mà hai đứa muốn làm gì, hai đứa muốn mua gì, hai đứa muốn làm bất cứ cái gì, là hai đứa hỏi nhau để tôn trọng nhau thôi. Chứ chưa bao giờ mà hỏi nhau là vì sợ người này hay người này trên cơ hay người này dưới cơ. Có nghĩa là bất cứ điều gì anh Quang muốn làm gì, anh Quang sẽ hỏi đoàn. Và đoàn muốn làm gì, đoàn sẽ hỏi anh Quang. Kể cả anh Quang mà anh muốn mua một cái món đồ đó 100 ngàn thôi, anh cũng hỏi đoàn. Không phải là vì đoàn tiết kiệm với anh 100 ngàn mà anh tôn trọng đoàn. Hoặc là đoàn muốn mua món đó, đoàn sẽ hỏi anh ơi em mua món này nha. Là đó là sự tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên á, ngày hôm nay, bao nhiêu năm đoàn chung sống với anh Quang á, đây là một cái điều mà phá lệ lần đầu tiên của đoàn. Từ xưa tới bây giờ chưa bao giờ đoàn làm cái gì mà đoàn không hỏi anh Quang. Nhưng mà hôm nay đoàn sẽ phá lệ này, nhưng mà đoàn chắc chắn đoàn với anh Quang sẽ đồng điệu cái suy nghĩ này. Đối với bản thân của đoàn á, đoàn cũng là một cái người từ cái khó khăn đi lên. Tuy nhiên á, là như cả nhà cũng biết là tất cả chúng ta bây giờ hầu như ai có cái lòng yêu thương, ai có một cái trái tim yêu thương cũng luôn hướng về bà con ở ngoài miền Bắc hết. Tất cả chúng ta đều hướng về bà con ở phía miền Bắc hết. Ngày 10 tháng 9 thì đoàn với anh Quang đã gửi vào số tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Trung ương là số tiền là 200 triệu. Và cứ mỗi ngày đoàn lướt là đoàn thấy những cơn lũ chạy rất là xiết và có rất là nhiều sự mất mát từ tài sản, từ của cải và từ con người. Đó là một sự đau thương. Tại vì đây là đang live stream, anh Quang cũng chưa biết như thế này mà chắc anh Quang cũng đã hiểu đoàn đã muốn ngầm ý cái gì rồi. Đây là lần đầu tiên đoàn phá lệ trong cuộc đời đoàn và đoàn chưa hỏi ý kiến anh Quang, mà chắc chắn anh Quang sẽ đồng lòng cùng đoàn. Đoàn xin phép sau live stream ngày hôm nay, ngày mai đoàn và anh Quang lại tiếp tục đóng góp cho tất cả bà con ở ngoài miền Bắc và tiếp tục lại gửi vô. Tại vì hiện tại là còn có một tháng hơn nữa, đoàn với anh Quang đã tới đám cưới rồi, đoàn với anh Quang phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Đoàn với anh Quang không có thời gian đi ra tới bà ta đưa trao tới cho bà con được. Ngày mai đoàn và anh Quang sẽ gửi vào Mặt trận Tổ quốc con số tiền là 300 triệu. Thêm một lần 300 triệu nữa để gửi vào cho Mặt trận Tổ quốc. Đợt rồi 200 triệu, đợt này đoàn xin gửi thêm 300 triệu nữa. Tổng cộng Thanh Đoàn Hà Trí Quang sẽ đóng góp cho bà con vùng lũ ngoài miền Bắc số tiền là 500 triệu đồng. Và em cảm ơn anh vì luôn đồng hành cùng em. Và em xin lỗi anh, em sẽ không hỏi ý kiến anh. Tại vì con số tiền 300 triệu, đoàn với anh Quang là một, tiền là xài chung. Tuy nhiên luôn hỏi ý kiến nhau. Anh có ủng hộ em việc này hay không? Hồi nãy em thấy cái đồng điệu không? Anh cũng muốn mua thêm 300 triệu. Thì đoàn hy vọng rằng chúng ta hãy hướng về bà con miền Bắc. Và hy vọng tất cả các bà con sẽ vượt qua được cái cơn bão này, vượt qua được cái trận lũ lụt này. Và bà con có mất mát về tài sản cũng được, nhưng đừng mất mát về con người. Đó là một điều đáng mừng. Tại vì còn thở là còn gỡ, còn thở là tương lai đang đợi mình phía trước. Hy vọng bà con ở miền Bắc sẽ được bình an.